À, chào em. Đầu tiên em có thể uh, giới thiệu cho tất cả các uh, khán giả của chương trình Việt Nam Tết Guru một số thông tin về em được không? Dạ. Yeah. Chào anh. Em tên là Bùi Nguyễn Anh Tuấn, đến từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Em quê em ở Tiền Tài. Tiền Giang. Tiền Giang, OK. Thì không biết là uh, đầu tiên uh, giới thiệu rồi, bây giờ em cho em cho anh biết trong vòng hai câu đi Tiền Giang có gì đặc biệt. Thứ nhất, gái đẹp. Cái à. thứ hai, trai đẹp. Hết. Hả? <laughs> Vậy hả? Vậy cuối cùng là anh không biết là em là gái đẹp hay là trai đẹp? trai đẹp anh, trai đẹp ha, ok, tự tin là tốt thôi. thì uh, uh, đến với dịch này thì không biết là em đã có sự chuẩn bị gì để uh, cạnh tranh với lại những bạn sẽ cùng casting với em ngày hôm nay không? đến với chương trình này, thứ nhất là do về đam mê của em. còn về sự chuẩn bị thì em cũng không không có dám nói là chuẩn bị nhiều hơn các bạn nhưng em chỉ có chuẩn bị một cái thôi là tinh thần thoải mái đến với cuộc thi thôi. ok, cái thoải mái đó thì anh thấy rất là rõ rồi. thì um... Uh, không biết là uh, cái thời điểm mà từ ngày 28 cho đến ngày 1 tháng 4 là khoảng một sáu ngày đó nếu như mà bắt em nhốt vô một cái chuồng với lại sáu con con quái vật khác thì em thấy nó có tự tin không em có tự tin là em sống sót được không nói về nhốt vô chung một chuồng với con quái vật thì em thứ nhất em cũng muốn biết cái quái vật nó như thế nào tại vì quái vật cũng em cũng gặp nhiều rồi <laughs> bởi vậy em cũng sẽ cố gắng để mà sống sót vượt qua thôi chứ sao bây giờ anh ơi thì nói chung chắc nó cũng giống giống em á nó cùng, vậy là được anh <laughs> nó cuộc lại đúng không <laughs> à, anh đúng đùa rồi. thôi thiệt ra là có rất nhiều bạn thì uh, lo lắng là không biết là thời gian đó thì uh, có thật sự là bị nhốt hay không thì anh xin trả lời luôn là mình không bị nhốt đâu em như, như là tụi em được uh, quyền uh, uh, sử dụng toàn thời gian ở Google house thì nó nằm ở quận quận bảy á nó gần trường uh, tô quốc thắng đúng không Tuy nhiên là nếu như các bạn đi cũng bận đi học hoặc là đi thi gì đó thì có thể cứ đi thi bình thường. Tôi anh vẫn sẽ sắp xếp thời gian nhưng mà nếu như tụi em có dành được nhiều thời gian hơn thì anh nghĩ nó sẽ có nhiều thời gian để tụi em lấy lòng những cái quỹ khác hoặc là tụi em có thể có nhiều thời gian để training hơn. để nói rõ để tụi em cũng thoải mái không có phải áp lực là thời gian đó mình sẽ bận việc học, đúng không? Rồi không biết là uh, ngoài những cái thắc mắc đó thì không biết là là, là 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 em có thắc mắc gì nữa không? Em cũng muốn biết là sau khi em vô đây thì em sẽ làm được cái gì? và em sẽ biết thêm được những cái gì nữa đó là những cái thắc mắc của em sau em muốn có được sau khi trải nghiệm cuộc thi rồi thì có lẽ là mục đích của cuộc thi là do là căn bản thì hiện nay thì rất nhiều thanh niên việt nam yêu công nghệ anh phải nói là anh đi nước ngoài cũng rất là nhiều rồi thì rõ ràng thấy là cái cái tiềm chất và cái cái khả năng của thanh niên việt nam mà rất là 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 lớn tuy nhiên là có một cái bất cập là ở việt nam thì ngoài cái thị trường di động rất là đang rất là hot thì cái mảng pc nó đang không được chú trọng lắm và tụi em cũng không có được quá nhiều kinh nghiệm để mà trải nghiệm những cái sản phẩm PC cao cấp nhất ví dụ tụi em giờ nếu tụi em vào đại học thì khi ba mẹ cũng đáp cái máy vừa vừa để học thôi và gần đây thì đa số là mua laptop thì không có cơ hội nhiều thì thông qua chương trình này thì khi tụi em đi làm thì chắc chắn tụi em sẽ cần những cái máy mạnh thì sau chương trình anh sẽ giúp tụi em căn bản có thể tự lên cấu hình một cái máy tự lắp ráp một cái chiếc máy biết ép sung để tăng cường hiệu năng và rất nhiều những cái giải pháp khác nữa và đây giống như là một cái guru theo em guru nghĩa là gì cái phần này em không biết em nhà anh giải thích cho em phần à, theo cái định nghĩa trên google thì guru giống như là một tộc trưởng giống như một phù thủy vậy đó nhưng mà ra mình phải hiểu một cách là nó, nó rộng hơn như là tech guru gần đây nó được hiểu giống là một người rất am hiểu về công nghệ đúng không ạ và guru trong ý nghĩa truyền thống là một người chỉ rành một vấn đề thôi ví dụ như em là tech guru thì em không biết vấn đề khác em không thể búa lửa em không thể chụp hình thí dụ vậy nhưng mà bản chất thì chương trình này tham, tham tham lam lắm tại vì bản chất của em đầu vào tụi em là những người rất là năng động thì anh không muốn biến tụi anh em thành những con guru đúng nghĩa là chỉ biết vi tính không thì tụi anh, anh vẫn sẽ giữ những cái nét hồn nhiên tụi em những cái cái điểm mạnh tụi em nhưng bên cạnh đó tụi em sẽ có những thức về máy tính đúng không ạ à? thì hy vọng là cái phần giải thích của anh thì nó đã giải thích phần nào những cái câu hỏi của em thì à, bây giờ phiên anh hỏi em nè à, ngoài cái vấn đề về training về pc về máy tính về phần cứng máy tính nói chung thì à, dĩ nhiên khán giả cũng muốn à, biết được nhiều hơn về những vlogger thì không biết là em có những năng khiếu đặc biệt gì không để có thể ví dụ như một bữa đó mình có một clip đặc biệt của sơn để thể hiện để lấy lòng khán giả chẳng hạn thì em sẽ thể hiện phần gì dạ anh thì thứ nhất là em tên là tuấn cái thứ hai là <laughs> về cái phần năng khiếu thì em xin em chỉ có sở thích nữa là gọi là tài tài lẻ đó là hát vậy tài chính em là gì tài chính em là học ờ vậy em học <laughs> không thôi chuyện này cá nhân mình không nên hỏi đây đúng không ạ à? rồi ok nói chung tài, tài 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 chính học giờ tốt rồi Vậy em có thể thể hiện tài lẻ được trong vòng hai ba câu được không cái bài nào mà em em kết nhất á để đáp ứng theo nhu cầu của anh thì em cũng gửi tới anh với lại các bạn một bài hát gọi uh, là bài hát là dành cho em một hai câu thôi nha anh thôi dành cho anh được không em có bài dành cho anh không tại khi nào đổi giới tính thì em sẽ dành cho anh Ở, cảm ơn em rất là nhiều À, và bây giờ, bây giờ xin các bạn uh, hướng lên sân khấu để theo dõi phần trình bày của Lâm Chí Tuấn ạ. Chờ để em nhớ bài nó mới vô sao các anh. dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tiền ăn nông cùng bao cơn gió, dành cho em, dành cho em niềm đam mê tuyệt vời mà em vẫn níu sâu trong giấc mơ. Ok, tất cả bạn nào đang muốn ủng hộ bạn Tuấn thì xin vui lòng nhắn tin về cái số điện thoại không không có. <laughs> Tại chúng ta chương trình ta sẽ không có phần này. Thì hy vọng là À, Báo chức sẽ nếu như mà bạn là một trong số những bạn đã vào trong cái vòng 2 để uh, thực hiện những video clip thì hy vọng là chúng ta sẽ có một phần thể hiện cái năng khiếu ca hát của bạn lần nữa cảm ơn tối rất là nhiều và uh, cảm ơn bạn. Cảm ơn chương trình và cảm ơn bạn.